Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Đài Phương Nam vui bao câu ca. Hàng dừa xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út, Phương Nam. Rập ra rập rinh thì tha thì thúc giận khóc giận cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Năm nay là cái năm gì mà sao nó xui dữ vậy ta? Xâm ngập mặn, lúa thóc gì nó chết sạch ráo rồi. Tiền đâu mà trả nợ ngân hàng. Rồi còn 20 triệu của chị Đại nữa chứ đâu có ít đâu. Rồi ngày mốt là đám ma đêm cuối nè, là cũng phải trái cây nè. Đó, rồi từ còn sinh nhật của bà Tư Cà nữa. Bữa hổm mà sinh nhật của mình, bà tặng cho mình nguyên cái áo đẹp. Bây giờ tới sinh nhật của bà, mình phải tặng lại cho bà một sấp vải. À không, bà Tư Cà là phải một sấp rưỡi chứ một sấp bà bận đâu có vừa. Ai... trời ơi. Không lẽ... không lẽ cuối đời mình trở thành cái bang sao ta? Con cái nhà này bán luôn sao trời? À... trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiên nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch ta thô. Trời ơi, hú hồn quá chị Hà. Chị Hà một cái em hú hồn luôn á. Trời ơi, sao mà biết cái điểm của tôi là tôi khoái cái giọng cổ mà vô ngay cái lúc mà tu Hà. Ủa chị đi đâu? Chết cha. Hôm qua em mới dục cuốn lịch rồi. Em tháo cuốn lịch em dục rồi nên không biết nay chị ghé. Trời ủa ơi. Mà em nhớ là chưa tới ngày mà. Trời ơi là đó, chị nhớ em chị tới chị thăm em thôi. Chứ đâu phải chị tới đây chị đòi nợ đòi nần vậy mày. Thằng gặp mỗi lần gặp tôi là tôi làm như đòi nợ đòi nần vậy. Tưởng đâu ghé đòi nợ. Đó. Đó thường thường là trước khi qua là chị có nhắn cái tin rồi. Đó. Đó. Ủa vậy không đòi nợ chị qua đây chi vậy? Thì nhớ qua giờ cái mặt cái thấy thương quá à. Rồi rủ đi nhậu. Ê nhậu chuột đồng nha. Trời ơi cái mùa này cái chuột đồng con nào con nói nó bập mập mà coi nó mập mà cỡ con Tư Cà đó nghe. Trời ơi uống đu uống đần ăn đã luôn. Chị sao chị dí ai dí chứ đừng dí Tư Cà nghe. Sao vậy? Thà chị nói con chuột mập thù lù như con voi cũng được. Chứ chị nói Tư Cà nghe bả mà nghe một cái nghe bả đè chị 5 phút thôi là Diêm Vương có tên chị dưới. Ôi làm gì thế ghê vậy trời ơi. Nói gì chứ nó sợ gì nó không dám làm gì chị đâu. Đi qua nhậu. À không có tiền. Trời ơi tiền bả gì chị lo. Đi với chị Đại là chị Đại lo. Trời chị Đại vô địch. Vô địch chị đi. Đại vô địch chị Đại. Ủa chị cái gì? Cái này đâu phải chuột đâu. Trời ơi có đồ nhậu mà còn chê cái gì. Không phải chuột nha mà là con ếch. Ếch. Con ếch. Vậy sao chị nói em chuột mà mập lắm. Trời ơi con ếch này nó cũng mập vậy. Trời có đồ nhậu là được rồi. Sao khó quá. Ếch này, ếch này bộ nó tập tạ hả? Thì đó. Đấy không phải đâu. Nó mập kia chưa. Em nghĩ chị không phải cho em ăn ếch đâu. Chị ăn gì? Này chị cho em ăn thằng Hai Đây nè. Trời ơi cái gì Hai Đây đấy. Y chang nó luôn nè. Trời ơi nói nghe nè. Bây giờ trước khi ăn cụm một cái nè. Thôi chị ơi bây giờ không ăn đâu. Tôi đang thèm chuột. Ếch tôi ăn hoài rồi. Thôi đi nhậu trời, mình đi. Qua ngồi đây coi. Cái gì vậy trời ơi. Đàn ông đàn ăn gì mà sao mà bánh bèo dữ vậy giận dỗi rồi mà không biết đây có phải là thẳng không hay là cong quẹo nha. Nè xin lỗi chị nha, chai thẳng nha, chai thẳng 100% luôn nha. Ừ, chai phải bánh bèo luôn nha. Chai thẳng hả? Ờ trời thẳng ơi đâu mà thẳng đó nghe. Đừng... ê đó ừ sao mỗi lần dòm đó không có thấy xúc động á. Bữa nay tự nhiên nhìn đó cái mình thấy mình
mặt dễ cưng gì đâu á. Khoan, nè, nói nghe nè, bớt giỡn đi nha. Giỡn gì? Trời ơi, vừa phải thôi. Hôm nay có ăn hàu không? Hôm nay có ăn hàu hay ăn dê gì không? Có gì đâu. Sao tự nhiên nay làm kỳ cục, tôi không hiểu. Không hiểu sao nữa. Tự nhiên cái bữa nay mình uống rồi, sao bây giờ trước khi vô mình uống cái nè, uống cái cho nó sung á nè. Vô, không phải cầm như bình thường, cầm vô. Đây. Trời ơi, cái nét mặt dễ thương quá à. Nói chị nói thiệt cho em nha, em không có đẹp đâu nha. Mà chị biết chị đẹp ở trong cái xóm này là chị đẹp, mình là chị đại. Nhưng mà em lạ. Mà em đọc mà chị cưng cái nét lạ đấy đọc. Sao vậy? Cái gì vậy? Không. Cái gì? Ăn da gà không? Tôi lột cho một miếng à. Nói cái gì vậy? Chị đừng làm nổi da gà quá chị đại ơi. Tự nhiên cái làm như là có duyên có nợ sao á. Mọi bữa giờ không cưng mà bữa nay giờ ít cưng bất thường với đất con. Chưa quá chưa với đất con. Nè, ông ấy về làm chồng nhỏ chứ đi. Chồng nhỏ tôi được tiền đó, rồi nhà đó, tha hồ xài. Nè, sao? Nè. Nè, nói cho chị nghe một lần cuối cùng nha. Sao? Lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng nha. Thằng này nghèo thiệt, thiếu nợ chị thiệt ha. Nhưng mà để từ từ nợ tôi trả ha. Còn cái chuyện đó hả? Sao? Không bao giờ có. Trời ơi, cái gì làm gì thấy ghê vậy? Trời ơi. Nè, uống cái nước cây. Cái này là uống tình nghĩa chị em là hoàng. Sao tình nghĩa được? Ai nhập bả vậy trời. Để nghe nè, mặc dù mình biết á, mình lớn tuổi hơn bạn, nhưng mà mình thương bạn không sao hết trơn á. Tao nói chồng già vợ trẻ là tiên, còn mà vợ già chồng trẻ là duyên mấy đời đó. Trời thương quá. Thương mấy đời á. Đau. Cái nét mặt mà cái mỏ chu này thấy cưng gì đâu luôn á. Cưng quá. Bà nhậu một quần bà đi. Cái gì vậy? Nè, bà đó. Trời đất ơi, nó xấu quắc mà nó tưởng tôi mê nó thiệt. Trời đất ơi, mỹ nhân kế cơ cưng ơi. Đâu? Mình lại mình coi. Để coi. Trời ơi, tình tứ quá ta ơi. Ôi, thấy rõ gì đâu á. Nhiêu đây là đủ rồi. Alo. Tôi dặn bà sao cứ làm y chang vậy cho tôi nghe. Cái này vui lắm, không có gì trơn trọi á. Làm sao mới được thưởng à, vậy đi nghe. Trời ơi, cảnh đẹp quá à. Đó ơi, em phải trả tiền cho chị thôi. Chị đại, trời ơi, ba nhắn cái gì đây trời? Trả 20 triệu cộng tiền lãi suất 10 triệu nữa là 30 triệu. Nếu không tao sẽ đăng cái clip. Trời ơi, con mẹ đại này, bà gài mình sao ta? Ác thiệt luôn á. Bữa đó tưởng đâu bà tốt, bà làm đồ tụi mình ăn, làm đồ tụi mình nhậu, xong rồi bà quay clip, bây giờ bà lên. Trời ơi trời. Cuộc đời mày tới số rồi bà đó ơi. Trời ơi, làm sao đây? Ai vậy? Ta là bột đây. Hả? Bột? Trời, dạ, con chào bột. Chào nhà ngu.
Bụt ơi, Bụt ơi, Bụt ơi, Bụt ơi, là tiên là thánh mà sao Bụt để cho người dân khổ quá vậy Bụt ơi. Bây giờ là xâm nhập mặn đủ thứ hết, là hoa màu chết trắng hết, sạch trong trắng tay mùa này rồi Bụt ơi, cứu con Bụt ơi. Thay đổi của khí hậu là vấn nạn của toàn cầu, không chừng á còn liên quan ai tới thượng giới nữa, và cũng tại con người các ngươi phá nát cái môi trường khủng khiếp. Bây giờ nhà ngươi còn khóc cái gì? Bụt có cách nào giúp không Bụt? Bây giờ ngươi muốn ta giúp cái gì? Dạ bây giờ con khổ quá, Bụt làm sao Bụt cho con số tiền nó lớn lớn chút, con trang trải nợ nần được không Bụt? Tiền ta không có, nhưng ta sẽ cho ngươi một cái hình ảnh, một con chuột. Nhà ngươi không hiểu thì về hỏi bà chính vô duyên, bà sẽ giải đáp cho nhà ngươi. Con chuột hiểu chưa? Thôi ta sang đây, chúc nhà ngươi buổi chiều vui vẻ. Ui da, đau. Mơ hả ta? Trời ơi, mơ giữa ban ngày luôn hả? Ông Bụt xuất hiện hả ta? Ông Bụt cho con chuột. Rồi sao có bà chính vô duyên nữa? Cho con chuột tất nhiên là muốn mình cho mình số đề, đúng không? Cho mình số đề mà mình phải qua bà chính vô duyên. Cái mối chốt là nằm quên bà chính vô duyên mới có số đề. Mà bây giờ còn tiền đâu nữa quýnh số đề. Đúng rồi, có số đi, ta sẽ qua nhà Năm Khịa. Trời ơi, ba hồn chính vía Năm Khịa ơi. Trời ơi, bà đi đâu mà tôi tìm bà hoài vậy, không gặp vậy? Rưỡng mở cái gì vậy? Làm gì ghê vậy ông nội? Ê, tôi kỹ cái tự rưỡng mở nha. Ha? Bà gặp tôi là bà kêu rưỡng mở là sao? Ủa, rưỡng mở mắc cái mới gì ông mộng kỳ? Thôi, đừng có kêu rưỡng mở nữa. Bà làm gì? Tôi kiếm bà có công chuyện. Bà công chuyện? Thôi tôi bận công chuyện rồi. Hả? Bà công chuyện chút xíu đi. Những gì? Bà có tiền đó không? Nữa. Ủa nó nghe, không mấy chắc tôi về được kêu ba má tôi đặt tôi tên tiền quá. Sao cái gì ông gặp tôi cái là tiền, gặp tôi cái là tiền vậy cha? Phải, tại thì có chuyện cần gấp mà cái này là nó quan trọng. Quan trọng? Quan trọng. Cái gì mới được? Bà nói chuyện đàng hoàng được không? Bà đúng được chừng trợn vậy. Ok, thôi sao? À, nói chuyện đàng hoàng nha, tôi cho hai trước nha. Sau 4 giờ chưa chắc ai vào ngay nha. Trời ơi, nói cái giọng chảnh, làm như hay lắm vậy, chắc gì nó vào. Làm như dễ lắm vậy. Trời ơi, thiệt, tôi nói bà nè, cờ tới tay rồi, bây giờ là giống như là tôi là có ơn trên chiếu mạng rồi. Ơn trên chiếu mạng? Thiệt. Là sao? Trời ơi, tôi nói chiều nay á, bà cho tôi mượn 10 triệu đi, tôi quánh con số này một cái ngang, đổi đời, tôi trả bà gấp 10 lần luôn. 10 triệu trả bà 100 triệu luôn. Ê, không giỡn nha, nói tiền là không có giỡn nha. Giỡn bà. Chứ sao mình thắng dữ vậy? Không phải. Cái gì? Tại vì á, giống như là, nói chung là cái thời tôi tới rồi, đó, người ta cho số tôi, số con chuột. Số con chuột. Hồi nào giờ tôi đâu bao giờ mà tôi kim bao, hồi nào giờ tôi đâu có thấy gì đâu, hồi nào giờ không có thấy số chứ gì ta. Tự nhiên hôm nay thấy mới ghê chứ. Thấy không? Tự nhiên rồi đó, giờ không thấy mà giờ thấy. Có điềm đó, có điềm, có kêu bằng thời tới rồi đó. Chắc không trời. Sao không chắc? Không, bây lỡ tôi ham tôi xuống xác với ông rồi tôi đi luôn sao? Mệt quá, tại vì tôi là có cơ hội, thấy không? Tôi mới rủ bà, còn bà không chịu thôi bà cho tôi mượn đi. Tôi trúng rồi tôi cho bà chút đỉnh, còn bà không chịu theo tôi là mất cơ hội gắng chịu. Ha. Lỡ tối nay nó thành con chuột thiệt rồi sao? Đó, thành con chuột thiệt rồi sao? Rồi tôi tiếc lắm luôn á. Hai đứa mình đều giàu hết luôn. Ha? Đâu có gì đâu, trời ơi, bỏ ra có chút xíu à, lấy một cục. Được rồi, tôi đi theo ông, đi. Quang,
qua bà Chính. Bà Chính? Bà Chính bà ghi chuyên nghiệp mà. Hồi nào giờ không biết hả? Sao biết bà Chính? Sao không biết? Trời ơi, tôi tìm hiểu kỹ dữ lắm. Nhưng mà bây giờ chắc trễ cái đài buổi chiều rồi. Ủa giờ sao? Quốc đài Hà Nội buổi tối. Đi luôn. Đi, qua bà Chính. Đi. Con chuột á, con chuột mập thù lù luôn. Con chuột mập thù lù. Ừ. Vậy là đánh 95. Con chuột bự nhất luôn. Con chuột bự nhất là 95 đúng không? Ừ, khoan đi. Bà là chín, là số 9. Tôi là 5, là số 5. Ba đó là sao? Bà đó hả? Vậy mà tính 395, là đánh xỉu chủ luôn. Ê, cũng có lý hen. Ừ. Cũng có dính bả trong. Ủa không? Xỉu chủ 395. Ê, nhưng mà thường thường người ta quýnh là đầu đuôi thôi. Là trúng bao nhiêu, còn xỉu chủ thì trúng bao nhiêu? Ừ, đúng rồi. Mày đánh đầu đuôi ha. Ừ. Đánh đầu đuôi mà đánh 100 ngàn thì mày trúng được 7 triệu. 100 ngàn 7 triệu, trúng là 70 lần. Rồi, còn mày đánh xỉu chủ á, là 100 ngàn mày trúng được 65 triệu luôn. Xỉ nha, 100 ngàn là 65 triệu. 1 triệu là 650 triệu. Ê, còn 10 triệu là 65 tỷ. Gì vậy? Cái con này. Một bàn đề làm như là gì mày la lớn rồi vậy? Hả? Quên. Mà khùng quá à. 10 triệu là chúng có 6 tỷ rưỡi thôi mà đâu mà ra 65 tỷ. Ôi xin lỗi, nhiều số không. Trời, đúng rồi đó. Quýnh xỉu chủ đi. Bây giờ đánh xỉu chủ đúng không? Quýnh xỉu chủ. Trời ơi. Rồi. 1 triệu là chúng 650 triệu, 10 triệu là chúng 6 tỷ rưỡi. Quýnh 10 triệu. 10 triệu nha. Xỉu chủ 395. Rồi. 10 triệu 395. Quyết định chưa? Quyết định rồi. 10 triệu. Ổn không chị cha? Ổn, trời ơi, chắc lắm. Bây giờ vào, xỉu chủ á, đâu phải dễ trúng đâu. Thì đó, mà có dễ trúng đâu. Mà trong giấc chim bao là tao thấy như vậy là chắc rồi. Tao hồi đó giờ, tao không bao giờ nằm chim bao hết trơn á. Mà tự nhiên tao thấy ông Bụt cho số. Rồi. Linh, mày đánh á, phải đánh nó lớn. Đánh nữa đi. Tôi... con năm kia nó cho tôi mượn có 10 triệu rồi tôi quất hết rồi đó, tôi không có trường đồng bạc nào luôn á. Nhà mày á còn cái tivi, tủ lạnh, rồi còn cái đất cát rồi bao nhiêu xào đất nữa. Thôi giờ mày cứ cầm cái tivi tủ lạnh cho tao đi, lấy tiền chơi lớn luôn. Nghe không? Nó nghe. Đừng nghe lời mấy bà này nhớ, bà này vụ ghê lắm á. Vụ ông bán nhà luôn, không phải giỡn luôn nha. Mình quýnh cái số thôi mà. Trúng phải trúng mình chứ đâu có ăn giật mình được. Thì dễ ăn quá ha. Yên tâm đi, trời ơi, xỉu chủ đâu phải dễ chúng. Là ông Bụt cho số tao, ngàn năm một thở. Phải cái trời mình thừa cái cơ hội này mình quất liền chứ. À, bây giờ bà nói sao? Cái tư vi ấy, tủ lạnh tôi là bà chấp nhận là bà cầm cho tôi phải không? Tôi cầm với mày hai cái đó 10 triệu. Quất luôn. Rồi. 395, 13 tỷ. Trời, cái gì 13 tỷ mày khùng hả? Ừ. Thì quýnh 20 triệu. 2 triệu phải trúng 13 tỷ không? Bà quýnh đệ mà phải tính trúng chứ không lẽ mà tính chặt. Lẹ lẹ đi, hết giờ rồi. Gần tới giờ sổ rồi. Nãy giờ nội mà bàn con chuột mập thù lù không hết giờ rồi đó. Đó, rồi. Coi như là bút xa rồi. Gà chết nha. Rồi, đó. Rồi. Đó. Rồi, hết giờ. Hết giờ. Ơi. Cho tôi 10 triệu 395 gì. Mày đánh làm cái gì? Để mà đó nó đánh. Chiều nó trúng lớn để nó cho mày mấy chục triệu, tao mấy chục triệu. No, tôi thích là giàu đời. Tôi không thích xin mấy chục triệu làm gì. Đi đây. Kệ nó đi, chứ ghi cho nó đi. Tao ghi nha. Ghi đây. Trời ơi, thấy nó vậy chứ tính nó đàn ông lắm, nó không có thích rồi. Nhờ giả người ta đâu. 395. 395, 13 triệu. 7 triệu ha. Ê, rồi, hai đứa có luôn rồi phải không? Rồi. Có ngang. Có ngang, đừng có nói tôi về sổ, mà nó hết giờ ngang. Còn giờ đó. Gần hết thôi. Rồi. Lại la. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Tao với mày sẽ đổi đời rồi, Năm Khỉ ơi. Tự nhiên cái giàu ngang vậy ta. Ngang sao được, trời ơi, số mình. Số mình tới đây là phải giàu. Năm Khỉ ơi. Trời mẹ quýnh nó ngục nữa. Mày trúng số. Ờ, tao đi vô đó. Mày mà trúng số từng mắt mày đuôi luôn rồi. Ê, ngồi để đợi nha, ngồi để đợi để sổ số sắp tới này nha. Thì ngồi canh nghe chưa? Bà Chính. Cho một cái thuốc cái ly cà phê coi. Dạ 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 rồi chị ngồi để đi. Ok. Rồi đi. Tôi vô lấy liền nha. Ừ. Nghiệp vụ
tôi xong rồi. Rồi 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 rồi. Ai gọi nữa đây? Ờ. Tao đang chờ mày mà. Alo. Chào. À, con gà hả? Chưa gà lớn đi. 88. Ồ. Đầu năm nuôi năm hả? Ồ, nè nó nghe nè, chơi con lớn thì phải chơi con nhỏ nữa, biết đâu nó vớt lại, hiểu chưa? Rồi, con nhỏ 28. Ok. 100 con hả? Bao lô luôn. Ok, rồi. Vậy nghe, rồi, chờ tin nghe. Ok. Ừ. Xíu nợ bả nhìn bả hồi bả nhớ có cà phê bà... chưa thuốc nữa đem coi coi. Ông trời ơi, ông phù hộ cho con 20 triệu đó, con mua lúa ông 20 triệu hay mình không biết bị gì mà giá ông trời gì ông bụt, ông bụt cho số mà giá ông trời. Ông bụt ơi, ba chín năm ông bụt ơi, 20 triệu mua lúa phải dở ông bụt ơi. Con mấy gì ra, cứ ra là con mấy gì ra, có con số 3, con số 3, rồi cứ ra là con mấy gì ra, có con số 5, cứ ra là con mấy, rồi có con số 9 là 3, 3, 3, 3, 3, 3 số 3, 333, ơi ơi, số đẹp thiệt, ta xỉu chủ 333, số đẹp quá. Đấy, cái gì? Sao kỳ vậy? Cái gì vậy? Xin chủ gà ba chứ không có 95. Là sao? Trời ơi trời. Tiêu rồi. Ủa đánh để xỉu chủ con khác. Tiêu rồi, quýnh. Xỉu chủ đánh con gì à? Quýnh xỉu chủ 395. Mà nó số 3 số 3. 333. Ờ con số 3 đầu ha, cũng có được con. Trời ơi, ông kêu đâu. Anh chị của tôi, tôi mua lối chia bộ. Ông làm tôi mất anh chị rồi. Anh đem cho tôi đây. Ê, hồi nãy tao chỉ nói rõ ràng, tao nói là cái tánh mày đàn ông lắm mà. Chơi có sức chơi sức chịu chứ chơi đổi thừa tao giờ khóc mày. Tao cũng thua bộ tao có ăn hả? Không à. Trời ơi. Chơi thua rồi cái đổ thừa là sao? Trời kỳ vậy. Mà nếu trúng thì sao? Đúng không? Trúng thì thành đại gia đúng không? Trời ơi. Bụt ơi là bụt, tại sao 395 không có mà có 3 số 3. Mất nợ nữa rồi. Bụt ơi. Bụt đây nè. Bụt ơi, bụt. Tao nè, bụt ở đâu ra? Ủa ba hả? Ba làm ông bụt á hả? Ê bà chơi gì kỳ vậy bà chết? Tôi với bà có thù quán gì đâu mà bà chơi, bà chơi cái kiểu đó là tôi mắc nợ rồi bà chết. Trời ơi, nghĩ sao mà thời buổi này mà cô tin có bụt mình cho số nữa. Trời ơi, đây là một cái màn kịch cho tôi vẽ ra, tôi là chỉ đạo, tôi là đạo diễn đó. Bà rảnh quá ha, bà vẽ ra cái vụ kịch gì cho tôi thua đồ số đề hả? Nói cho nghe, mấy người thiếu tôi 20 triệu mà đòi hoài không chịu trả, nói ê không có tiền. Vậy mày gan quá dám móc 20 triệu ra chơi số đề. Bây giờ nói cho biết cái số tiền mà 20 triệu chơi số đề đã vô bóp của chị rồi cưng. Nè cũng may là không sổ 395, nếu sổ ra mấy tiền đâu tôi chung à. Cái này người ta kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Cái này có cái gì á? Trời ơi, tránh chỗ khác. Dạ. Nó ngẽn cái sống tâm linh. Nữa rồi, trời ơi. Dạ. Nó giống như là nó che cục wifi người ta. Dạ, bây giờ đi đâu thầy? Bây giờ tránh chỗ khác đi, nó đang vô cái tầm này. Xích qua. Dạ. Xích qua. Dạ, xích hết cỡ rồi thầy. Rồi, thấy rồi. Dạ. Dẹp cái bàn này. Ủa sao dẹp bàn này thầy? Trong bát quái ngũ hành nó có là 8 cặp. 8 cặp. 2 cặp quan trọng nhất đó là Bạch Hổ và Thanh Long. Thầy cần Thanh Long ruột đỏ hay là Thanh Long ruột trắng?
thanh long ruột đỏ là gì? Thanh long ruột đỏ ăn ngọt hơn nha, còn thanh long ruột trắng á thì ăn hơi chua một chút. Trời, nhưng mà cái nào trồng cũng ở Bình Thuận hết á. Nhìn cô nói chuyện là tâm hồn ăn uống tới nơi rồi. Chứ không có ăn uống ở đây. Thanh long này là thanh long bát bộ, là có 8 bộ. Mình cứ quán mà đây có 2 bộ. Đây là bộ bạch hổ nè. À, vậy là bộ bàn ghế. Mà hổ là sao? Hổ là cọp. Cọp đúng rồi, cọp đi làm gì? Cọp để đi làm gì? Để bắt đem vô sở thú. Đúng không? Đó vô thú là mình, còn nó làm gì? Nó đi bắt mồi nó ăn. À. Nó vô dướng bàn sao được? Đúng không? À. Dẹp cái bàn liền. Rồi rồi, dẹp. Rồi rồi, dẹp cho tôi, dẹp sạch đây. Dẹp luôn mãi luôn. Dẹp luôn. Rồi nha. Dạ dạ. Đó là hang miệng, đây là hang ách. Dạ. Dẹp hang ách luôn. Vui lòng dẹp đi, đổ một hơi gán đi, gán đi. Khư tướng cô khiên ba lần được mà. Đó, mạnh lên, khiên bả đi. Khiên đi. Khiên luôn hả thầy? Khiên ngoài luôn đi. Trời, có nào lát thầy kêu em khiêng luôn bàn thờ không? Tới đâu chúng tới đó. Thôi khiêng cái bàn này thôi nha thầy. Tôi coi bên kia là dở nhà luôn đó. Rồi bắt đầu ha. Vị trí này là vị trí của thanh long. Thanh long không phải rùa đỏ nha. Dạ dạ dạ. Thanh long có nghĩa là rồng, rồng, rồng xanh. Mà rồng á thì sao? Rồng. Rồng là gì? Rồng bay. Ngự. Rồng bay rồi, nhưng bây giờ đây là rồng đem tài lộc về đây ngự. Ngự. Là bây giờ cái bàn mình chỉ, quán mình chỉ có 2 cái này thôi. Ủa thầy ơi, quán rộng như vậy. Ừ. Có một cái bàn. Đúng rồi. 2 cái ghế. Ừ. Nhưng mà nói thiệt, thí dụ đi, cái bàn này tối đa cũng được 4 khách. Ừ. Rồi bữa nào mà khách vô đông quá, lỡ 5 người, 10 người sao đón. Bây giờ bàn mình 4 khách mà vô 5 người phải không? Mình đuổi 4 liền. Ê tịch. Ai ăn trước mình đuổi, người sau mình tiếp theo. Hiểu. Cái này giống như là mình muốn xây dòng cái nguồn khách. Đúng rồi, để cho mình đỡ cái công mình phục vụ. Đấy. Mình gom được nhiều tiền. Bên cạnh đó là bây giờ cô chặt hết mấy cái gốc mai đó cho tôi. Trời, trồng chứ 4-5 gốc vậy? Cái này trồng để mai mốt bán. Chặt bỏ. Trời ơi, ơi, vượng khí đang vô. Chưa hết đâu, cái đám này nè. Người khác vô đó phải xếp hàng. Dạ. Bây giờ mình đuổi 4 rồi còn 1 phải không? Thì cái top thứ 3 trở đi đó phải xếp hàng. Ừ, bên ngoài vô người ta mới tưởng là mình khách đông. Phải chưa? Chặt cái gốc mai mỗi gốc 20 triệu phải chặt hết cho tôi đi. Dạ. Bây giờ. Sao thầy? Thôi ơi. Ôi, ám khí. Ám khí? Dạ không, ở trong dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi. Không có ruồi nhặn hay là cái con chuột, con bọ gì đó. Ám khí đây là ám khí âm dương chứ không phải là ám khí ruồi nhặn. Ê, nhà không có gì bậy bạ vậy. Dẹp cái này liền. Cái này là cái quầy nước mà thầy. Khiến ngoài đốt liền chuyện. Ôi, không có được. Sao không được? Rồi lấy cái gì buôn bán? Mình đóng cái khác. Đóng cái khác? Đúng rồi. Ờ, thì thôi cũng cũ rồi, cũng đóng cũng đúng được. Đúng rồi, đóng cái khác đi. Mà cái này đóng theo cái số đo ngũ hành gì của thầy đó. Ừ. Thì để tôi báo giá cho. Báo giá. Để nó gồm sơ sơ khoảng 5 triệu á. 5 triệu. Thầy ơi. Cái này có mấy cái miếng dán nhập lại à, gì 5 triệu mắc quá thầy. 5 triệu quá hả? Dạ. Vậy mấy 500 đi hả? Rồi xuống lẹ vậy. Ừ thì này 5 triệu nó có cái giá của 5 triệu mà 500 nó có cái giá của 500. Vậy thí dụ như giờ kẹt quá, giờ mình dọn hết mấy cái này mình chặt bỏ luôn mới mai không có thu nhập vô rồi bây giờ mình ngưng cái này vô được không thầy? Mình để cho gỗ hả? Dạ. Cái gỗ thì nó không có điền, nó không có đất. Ví dụ của bán nước vậy chút đỉnh thôi. Còn dẹp này mới có đất điền. À ví dụ dẹp cái này cái mới tiền mới vô hả thầy? À, nha. Sao thầy? Đi đâu vậy? Có cái gì hả? Có ám khí gì hả? Đứng yên. Dạ đứng yên. Hãy nhìn nè. Là gì thầy? Thấy mập. Ờ thấy con chồng kìa. Kính chiếu yêu. Mà con đâu phải là yêu quái. Không phải là yêu quái. Mà mở quái. Ý thì nó là mở tinh đó hả? Đúng rồi, mở tinh, đúng rồi, cô hay quá. Ủa, mở tinh, tinh này là tinh tốt nha, tinh thuận nha. Có nghĩa là cái mở này phù hộ cô. À, ủa? Đúng rồi, cô có mở này cô mới thịnh vượng được. Ủa vậy hả thầy? Bây giờ cô cố gắng là mở thêm nữa. À, cho mập thêm nữa hả? Nó vuông lên luôn, người nó vuông luôn. Người vuông như cái tủ lạnh vậy đó. Đúng rồi, vậy rồi, là... rồi hai cái càm này nó nối vô một luôn. Đúng rồi, nó là cái càm nối vô một nó thành là cái mặt vuông chữ điền. Mà dạ. Điền là gì? Điền là đất. Đó, nếu mà cô làm được vậy là cô giàu dữ lắm đó. Vậy hả thầy? Ừ đúng rồi. Trời, cảm ơn thầy nhiều nha thầy. Cảm ơn thầy. Đồ, đừng ngủ hành này nó phải khó qua khó lại. Dạ, dạ xong rồi đó. Bây giờ điền xong rồi tới tiền. Tiền xong rồi đi đó. Ủa mình mới coi có một chút mà tiền gì thầy? Ê thì vẫn chuyển rồi. Vẫn chuyển phải khó qua khó lại. Tiền nó phải đi tới đi luôn. Là phải tiền. Dạ phải tiền. Ừ. Dạ thầy chờ con chút xíu. Con đưa tiền cho thầy liền. Ừ. Ơi con là Tư Mập. Con cầu ơn trên phù hộ độ trì cho con. Sau khi mà con thay đổi cái phong thủy của cái quán này rồi á, thì làm ơn làm phước cho con buôn mai bán đắt, được nhiều khách tới, khách nào cũng sợp, ăn rồi có tiền bo luôn. Rồi con cảm ơn. Ôi, tịnh tâm. Ủa?
Trời Phật ơi. Ủa, qua nào vậy anh? Ngồi, quán sáu bên em lạ quắc gì nè, bàn ghế đều có dẹp đâu hết trơn rồi cô Tư. Thôi anh ngồi đi, để em nói anh nghe. Cái gì? Ý anh hỏi là hôm bữa đây có cái bàn, ở bên đây có cái bàn, đúng không? Ừ. Thì nói nào ngay, hổm rài trời ơi, bán buồn nó ế nhẹ luôn nhỉ. Nên năm ra em lo, em mới đi coi thầy. Thầy tới thầy coi thì nói cái này là không được, phải dẹp bớt để đúng một cái bàn, người ta gọi là cái gì nhất gì đó không nhớ nữa, nhưng mà là để một cái bàn thôi nó mới thu hút tài lộc khách vô, là ngồi đúng cái bàn này thôi. Trời đất ơi, thời buổi này mà cô còn tin ba cái ông thầy tào lao đó. Người ta coi phong thủy á nha. Thủy phong cái gì, tự nhiên quán xá đang làm ăn vậy rồi tự nhiên dẹp hết rồi có ai vô đâu, tự nhiên rồi bàn ghế bây giờ khách ta vô ta ngồi đâu thì ngồi đây. Còn nói về phong thủy đây nè, tôi nói cho cô nghe. À, dạ. Tôi không có học thầy học bài chứ, nhưng mà tôi nói được, tôi biết được, ha? Đâu đâu anh góp ý cho em coi. Bây giờ cái quán cô đó muốn làm ăn được thì trước tiên đó là ở bên ngoài đó. Dạ. Mặt tiền ba cái cây, ba cái kiển, ba cái hoa rồi đó. Dạ. Rồi cô cắt tỉa rồi lại cho nó đẹp. À. Dọn dẹp rồi nó sạch sẽ, vệ sinh môi trường. Dạ dạ dạ. Cô để mấy cái bàn cho nó xa xa chút, ngồi cho nó thoáng, rồi để cây đồ vô, đặng cho nhầm khi khách đã tới cái người này người ta cũng không muốn thấy người kia, ta ngồi cho nó ấy gì nè, cho nó đẹp. Ồ. Tự nhiên cô đem cái bàn còn trượt cái bàn ngay đây, cô thấy đường này đường gì không? Đường đi. Thì đường đi ra đi vô, tự nhiên cô lấy cái bàn cô chấn ngay đây, còn hai bên này thì cô không chấn, tài lộc nó vô ngay đây nó cản lại nó dội ra. Sao kỳ ta, anh nói khác ông thầy nói khác, ông thầy nói để đây, tài lộc vô tới đây là dừng ở đây. Trời ơi, ông thầy ông nói gạt cô, đặng ông lấy tiền thôi. Thầy bà cái gì ba cái phong thủy này đó chẳng qua là một cái cách để mà trang trí thôi. À, bây giờ mới thấy đúng nè. Tài lộc mà đi vô tới đây cái dừng ở đây. Mà thường là vô tới đây rồi vô thẳng nhà luôn mới là tài lộc, đúng không? Đúng rồi. Vậy là ông thầy này nói sai rồi. Vậy là em phải làm theo ý kiến của anh hai. Bây giờ bên đó để hai bàn, sau lưng để hai bàn. Hai bàn. Rồi giờ dư cái bàn này mình để đâu? Anh thấy không? Cũng khó. Bây giờ theo anh thì em nên để cái bàn này ở đâu? Để đầu thôi nè. Tao bay không? Cái bàn để ở đầu rồi sao ngồi? Bên đây hai bạn thì chính giữa nó còn trống lỏng thì mình để đâu không được. Thì anh mới nói để đây nó cản tài lộc. Tài lộc thì mình dời quán bến cũng được, còn để thụt vô trong này chút. Thấy không? À, cô thấy hồi đó cô làm y vậy đó, để y vậy bán cũng có đồng vô đồng ra. Rồi từ hồi mà cô nghe là ông thầy phong thủy tới giờ cô có đồng nào không? Không có luôn á. Gì đó? Toàn ra không có vô luôn á. Trời ơi, bá vụ này tôi rành quá. Cái gì cô muốn làm gì cô hỏi tôi nè. Thì hồi nãy theo anh nói á, là mình nên cải tạo từ ở ngoài vô trong. Rồi bợ mấy cái cây đẹp đẹp bỏ đây. Mà anh thấy đó, ở ngoài này có cây nào đâu đẹp. Rồi bàn ghế cũng cũ hết rồi, nếu mà muốn kê lại á thì cũng tốn mớ tiền. Rồi cái máy nó cũng bị mục đó, thấy chưa? Thì bây giờ hỏi anh làm tới đâu ăn tới đó, không có dư được đồng nào hết trơn, lấy tiền đâu mà làm, tốn kém lắm. Thôi được rồi, tôi cũng có còn một ít tiết kiệm tiền lương hưu đó. Thôi cô cần đó tôi đưa cho cô mượn đi. Thôi mượn đỡ thì chừng nào có cô trả lại tôi. Thôi lỡ như bán không được rồi tiền đâu mà gom góp lại trả cho anh. Thôi em sợ mắc nợ lắm. Nếu cô ngại phải không? Dạ. Thì thôi bây giờ vậy nè, bây giờ tôi với cô bỏ vốn vô Hùng đó. Mình thành lập một cái công ty. Công ty hả? Có công ty gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, tôi với cô thôi. Là em với anh. Giống như Hùng cổ phần ha. Hùng cổ phần mở ra cái quán ăn uống cho nó đẹp, nó sang lên chút. Cũng có lý ha, chứ một mình em thì kham nổi. Mà anh thì cũng không có thời gian. Đúng rồi. Vậy thôi thì mình kết hợp đi. Thôi hai người thôi ha, chứ đồng quá mất công phiền lắm. Thôi đồng quá lù bù lắm. Dạ. Hai người thôi, người giám đốc người phó giám đốc được rồi. Dạ vậy đi. Vậy đồng ý ha. Vậy đồng ý nhất trí luôn. Rồi. Ủa má. Gì? Rồi túm lại là sao con với má phải ở chung phòng nhau vậy? Ủa thì đương nhiên là phải ngủ chung phòng, là bởi vì sau này cái phòng của con sẽ trở thành phòng VIP. Phòng VIP là sao má? Trời, con nhỏ này mệt ghê á. Phòng VIP có nghĩa là sau này má sẽ cải tạo cái quán của mình, tái cấu trúc lại thành một cái nhà hàng, chứ không còn là ở cái tầm là quán ăn nữa. Bởi vậy phải có phòng VIP, hiểu không? Dành cho khách đặc biệt. À, con hiểu rồi. Vậy là má tính nâng cấp cái quán của mình hả? Đã. Thành nhà hàng á má. Đúng rồi. Phải. Ủa? Phải gì? Nhưng mà mình làm gì có tiền mà nâng cấp má?
Trời ơi, bay không biết hả? Mình phải tìm nguồn vốn. Nhưng mà trước đó thì mình phải suy nghĩ làm sao để mình tái cấu trúc lại. Ừ. Mà tái cấu trúc là gì? Tái cấu trúc là con phải tái đi tái lại, là mình làm tới làm lui á. Cấu trúc là mình phải thay đổi bên trong bên ngoài. Đúng rồi. Gọi là tái cấu trúc, hiểu không? Chưa đâu, về mặt ngoại thất, nội thất ra má còn tăng cường thêm cái menu là cái thực đơn á. Thấy thấy má hôm nay hay không? Hay không? Cái vụ hay không? Này. Thấy má mở mang không? Menu là thực đơn, má sẽ làm một cái thực đơn rất là phong phú, bao gồm món ăn ba miền, ví dụ cao lầu, mì Quảng, thịt heo da hai đầu, bún dọc mụn, trời, bánh đa cua. Trời. Nói chung là tất cả món từ Bắc chí Nam luôn à. Ủa, con nghe con chảy nước miếng luôn á má. Ê, nhưng gì? Mà có hai má con mình à, sao làm mấy món đó nổi? Một khi má mày đã nâng cấp cái này lên thành cái nhà hàng thì má đâu có còn làm đầu bếp nữa con. Mà chú hai với chú ba bay sẽ hỗ trợ má. Hay vậy? Chú hai thì hỗ trợ cái phần làm cái khuôn viên này. À, rồi xong xong đó là giúp má cải tạo thêm một số thứ nữa. Còn chú ba là mời đầu bếp về cho má. Trời ơi, tính ra là chú hai với chú ba góp vốn vô quán của mình hả má? Phải chứ má, mày tiền đâu mà làm. Má thông minh quá à. Hãy hồn bây giờ có nhan sắc đỏ lắm con nha. À, vậy là tính ra là nhà mình sắp thành lập công ty cổ phần, đúng không má? Phải, nhỏ này là sáng nè. Nãy giờ mới thấy là sáng dạ được miếng nè. Còn ông Minh nha. À, gì? Nhưng mà con coi tivi nè, con coi phim là con thấy nha. Mình thành lập công ty là mình phải có cái hội đồng quản trị nha má. Hội đồng quản trị là cái giống gì? À, là một cái hội đồng quản trị là những cái người mà góp vốn chung á, gọi là chủ á, mình góp vốn cho nên thành một cái hội đồng quản trị. Ủa vậy té ra tự nhiên cái má không còn làm chủ quán nữa hả? À, không, má vẫn là chủ quán nhưng mà bây giờ mình có tới ba người chủ lận. Có nghĩa là má là chủ, chú hai cũng chủ, chú ba cũng chủ luôn. Nhưng mà má là chủ bự nhất. Chú hai với chú ba chỉ là gọi là cái cổ đông á, cổ đông thôi, là nhỏ hơn má. Má phải giữ cái chức chủ tịch hội đồng quản trị. Giữ cái chức đó là làm được cái gì? À, là má mà phải giữ cái chức đó nghe thì má mới quản lý được chú hai với chú ba. Rồi làm được gì nữa? Trời ơi, má nắm hết tiền bạc, quản lý hết nữa là quyền lực của má, hiểu không? Chi bao nhiêu thì chi, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu. Trời ơi, muốn chi sao chi, muốn thu sao thu. Trời ơi, thu bao nhiêu thì thu. Vậy được rồi, má dứt khoát phải chiếm bằng được cái chức chủ tịch hội đồng quản trị. Trời ơi, trời. Hết hồn hết vía. Tưởng đâu đi lạc vô đảo khỉ Cần Giờ. Đi đây đâu ăn mặc đồ đẹp đi ta. Hợp với đâu? Đi hợp hả? Ừ. Còn ông đi đâu cũng xách cặp mặc đồ bốn túi đồ thế ấn à. Mặc đồ nhiều túi này đặng cho người ta nhét tiền vô chứ gì. Ai nhét tiền? Thì dân. Xin lỗi với ông. Ông hỏi toàn bộ cái app này đi. Tôi làm việc như thế nào? Đôi khi thấy người ta nghèo tôi còn móc tiền tôi cho ngược lại. Mắc cười ông quá à, ông ba. Tôi hỏi ông đi đâu mà mặc đồ bốn túi. Đi họp chứ đâu. Ông họp gì? Công ty. Còn ông họp gì? Công ty. Về hưu rồi công ty đâu họp. Ờ, về hưu có tiền không biết mở công ty tư nhân hả? Tư nhân sao? Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Với ai? Cô Tư Mập. Trời ơi. Tôi làm giám đốc, cổ làm phó giám đốc, được không? Thôi ông ơi, cái vụ mà cái phòng VIP chứ gì. Ủa sao biết hay à? Thôi đắp mền đi. Cái phòng đó là cả dưới đắp mền. Cái chuyện này là ông có làm dính dấp với cô Tư được đâu. Đây nè, tôi sắp mở đó. Là công ty hai thành viên với cô Tư Mập mà cổ đồng ý rồi. Tôi sẽ mở quán ăn ba miền đó. Thôi phá sản đi. Gì? Bỏ tiền vô chi rồi cũng phá sản à. Tại sao? Vùng của mình là cái vùng nông thôn, vùng sâu hao. Mà ông mở ba miền đó, rồi cái miền ngoài ai vô đây biết cái quán ông mà ăn đó, rồi để ba cái đồ ăn giết rồi nó hư nó thúi hết rồi cũng quăng bỏ à. Bởi vậy cái đầu óc vậy hèn chi, nuôi bò sữa là chết, phá sản bị đuổi ra khỏi công ty. Không dám đâu. Đây nè, món ăn ba miền là món ăn độc lạ, người ta tới người ta ăn,
người ta sẽ thấy là cái món này ngon, cái món này dở, người ta ăn thử người ta biết, người ta mới vô ào ào mới hốt bạc được. Trời ơi, ào ào, việc đã đành vậy rồi. Nhưng mà đâu có cái người miền ngoài đâu mà vô đây mà ta ăn. Đâu phải là mở quán ăn mà bán cho miền ngoài đâu. Nội cái xã mình thôi. Tôi nói cho ông nghe là lại cái đó là cũ rồi, nhưng mà cái xã mình là mới. Người ta lợi, người ta ăn món này cho biết, món kia cho biết. Ăn ngon người ta sẽ tới ào ào là hốt bạc. Trời ơi, không quên rồi. Bà con mình ở đây nè, người ta ăn quen cái món dân dã của người ta rồi. Người ta ăn vậy đó, ông làm món lạ, ai biết ăn mồi lạ, ông thấy như cá không? Ông nuôi cá ông cho ăn cái món này quen rồi nè, bây giờ ông thảy mồi khác chứ. Rồi, nó lắc đầu. Tôi nói cho ông nghe là cô Tư chỉ làm việc với tôi thôi, không làm việc với ông đâu. Ừ. Đừng có mong. À, ông đừng có mơ, cô Tư mới làm việc với tôi nè. Ông ngon dám vô gặp cô Tư với tôi không? Trời ơi. Ủa? Đâu không thấy mà sao nghe tiếng tru à? Ông nói ai tru? Nói tụi chó hả? À, đó ông nói à. Ờ nhắc tới chó tôi mới nhớ nghe. Tôi cho ông biết nghe, gấp này hết chó là do ông đó. Gì tôi? Thấy không? Ông á, tụ tập dụ dỗ mấy cha nông dân đây nè. Bữa nào cũng nhậu thịt chó nghe. Tôi nói hết chó là do ông đó. Bởi vì ăn chó nhiều đó, bây giờ mở miệng ra là chu đó. Mở miệng đi, đừng có nói nhiều. Đi vô gặp, đi rồi qua quán cô Tư gặp tôi đi. À, đi chứ. Rồi, nãy giờ là ba anh em mình họp cũng đã lâu và khá là mệt rồi. Bây giờ em thống nhất vậy ha, là theo ý kiến của cả hai anh luôn. Bây giờ ý kiến nào thì ý kiến một cái thôi, bây giờ hai cái sao được. Theo ý kiến của tôi đó, bây giờ trước tiên đó là mình sửa cái mặt tiền cái quán lại cho nó sạch sẽ, sơn phết rồi lại cho nó đẹp đẽ. Rồi bếp bên trong đó cũng phải cho đẹp, thấy không? Phải có phòng bếp, máy lạnh rồi này kia nọ. Bây giờ ai muốn ngồi ngoài thì ngồi, người ta có tiền thì người ta vô phòng máy lạnh đó. Phục vụ cũng phải đẹp, nấu ăn cũng phải đẹp. Thì bắt mắt người ta thì người ta vô ta ăn thôi chứ mà quán lẹp xẹp thì làm sao được. Người ta vô người ta ăn là cái phòng lạnh không hả? Người ta vô ta ăn cái đẹp hả? Người ta vô ăn thức ăn. Trời ơi, tôi nói khách bây giờ nó khác hồi xưa dữ lắm. Nó giống như cái điện thoại nè. Đây là cái điện thoại đây đó. Điện thoại. Rồi, đấy, dạ. Cái đơn giản cái điện thoại hình chữ nhật nè. Dạ. Đó, chỉ cần chọt ngón tay vô. Chọt vô. Ủa rồi liên quan. Nó thông minh. Ủa, thì khách bây giờ là rất là thông minh. À. Nghe lời tôi đi. Mở món ăn ba miền. À, bây giờ vậy là mình phải làm một cái món ăn ba miền. Món gì cũng có. Phải vậy. Đó, ngồi nhậu á, ta không cần mà phòng lạnh đâu. Trời ơi, mấy dân nhậu tôi lạnh lắm. Nè, ngồi lề đường nhậu cũng được. Đây nè, đây đặt được hai bàn rồi nè. Đó. Nhưng mà cái này nó lạ. Cái này nè, cái vách này nó lạ nè. Người ta khoái ngồi vậy, ta coi cảnh trí rồi chơi vô đó làm cái gì tôi thôi. Trời đất ơi, thời đại bây giờ rồi ông ba ơi, bây giờ người ta đó phải đẹp, đập vô mắt người ta. Tôi nói cái quán cho nó đẹp rồi đó, uống trà đá người ta cũng vô nữa chứ đừng nói chi ăn. Tôi nói anh nghe nè. Tôi nói á là bây giờ đó anh làm cho quán đẹp đúng không? Ừ. Cái bằng trước là đẹp rồi, người ta vô. Mà cái tôi vô ta ăn không ngon, đồ thức ăn không ngon thì người ta đâu có vô nữa. Mình muốn người ta vô dài dài đó, vô chỉ cần ha. Ta đưa người ta là cái là biết thông minh rồi, khách thông minh mà. Người ta lên được thức ăn đó phải đem ra. Thì tôi nói ông đó, bây giờ thức ăn ngon thì đã có thợ nấu ngon rồi. Đã đồ đạc mình đã có đặc sản ở đây rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần làm cái đẹp thôi, còn thức ăn ngon là phải ngon rồi. Nhưng mà đồ ăn phải ba miền. Ba miền cái gì mà ba miền? Bây giờ đã là một miền thôi. Cái dân của mình ở đây người ta đã quen cái khẩu vị của người ta đây rồi. Ba miền cái món lạ, mùi lạ sao ta ăn được? Vậy mà ta thích rồi sao? Sao anh biết ta thích? Tôi ăn dân ăn nhậu tôi biết mà. Ông có ăn nhậu không? Thôi đi, trời ơi, nói thiệt luôn á, đã người ta rối rồi người ta mới cần hỏi ý hai anh, rốt cuộc hai anh qua đây còn làm tôi rối thêm nữa. Bây giờ cô nghe lời tôi đi, cô làm cái gì đi? Bây giờ cô cứ nghe lời tôi, làm món ăn ba miền của tôi đi. Tôi vốn nhiều, cô nghe lời tôi đi. Nghe lời tôi nè. Thôi, trời đất ơi, muốn nổi điên luôn vậy đó. Người ta kêu hai ông qua đây là để hỏi ý, mà một ông thì đồ đẹp, ông đồ ngon, đẹp ngon, họ nhỏ rối trơn à. Tôi mới nói nhiều, bây giờ dẹp. Vừa làm chưa? Tại ông á. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Quen
chị lượm hả? Đúng rồi. Lượm mót, đúng không? Con này, mới gặp chưa đừng lượm này lượm kia nữa bánh bèo ơi. Bực bội quá đi á. Ê bánh bèo, xách túi từ thành phố về. Rồi, cái điều này là bị đuổi rồi phải không? Xui quá là mấy ngày bị đuổi vậy. Chị thay đổi dữ quá ha. Gì? Thay đổi dữ lắm luôn á. Xong thay cái nết luôn đi. Vô duyên. Mày tao thích sao tao vậy đó. Ồ, mà từ nay á đừng có kêu tao là lượm nữa nha. Cái đó là xưa lắm mà bánh bèo. Bây giờ hay gọi tao là tư sang. Mà kêu làm sao cho sang cái mồm lên, ok? Sang lên. Kêu đó, sang. Sang quá. Đúng rồi. Từ đầu đến chân không thấy sang chỗ nào hết trơn á. Cái gì ghê. Ối luôn á. Chà. Con này, mày ngộ không? Mày á, cái hưng của mày, mày nhìn lại hưng mày đi, mày nhìn lại tao đi. Chừng nào á mày đeo vàng nhiều với tao nè. Rồi hãy hả mở miệng ra nói chuyện với tao. Ha. Ơ, nghe nói à, lên thành phố đổi đời. Ây ô, lên thành phố đổi đời sao mấy ngày đi về rồi ta. Hôm bữa tao nghe láng thoáng á, là cái gì, đứa nào lên thành phố làm việc á mà làm bể hết chén nè, bể hết ly nè, xong không có tiền đền, phải gọi về cho tía. Ai về đâu, ông tía ông nghe, ông tức quá à. Cái ông lên xong máu, cái xong nguyên sớm phải đưa ông vô bệnh viện luôn. Ui cha, trời ơi, ăn cái gì mà con gái gì mà tự hào. Tự hào gì mình hậu đậu hả? Nè, sao cái chuyện gì chị cũng biết hết trơn vậy? Cái đồ nhiều chuyện. Tôi không có cần chị dạy đời. Kỳ cục. Ê, cái con này tao chưa mở hàng nha. Mày vô duyên vừa phải thôi nha cha. Chuyện này chả nguyên sáng mày không biết. Con ngộ ghê trời. Hoa tươi quá trời mà gặp mấy cái đứa gì đâu không à. Bán buôn gì đứng giữa đường là ống vậy. Bà bãi. Còn tươi không đây? Dạ đúng tươi luôn. Đồ này hả mua cúng mà 7-7 ngày luôn vẫn ăn được luôn. Queo mà tươi gì. Ông chồng tao là ổng không khoái đồ héo. Chồng bảy chết rồi. Chết rồi mua đồ cúng à, cúng. Hồi quê ông về, ông nói mà cúng đồ mà cho ổng mà héo đó là ông bóp cổ chết à. Ông ngồi cái bụng chăn ba, ông ngồi ông vỗ bụng bạch bạch. Ông nói đói rồi cũng nhiều nha. Vỗ cái bụng bạch bạch. Ờ. Ê gì? Thím thím thím. Gì? Coi chừng ông về ông cho lọc thím đó. Lọc cái đầu mày chứ lọc. Mày tao đang mắc nợ ngập đầu kìa. Ông về ông cho lọc tao trả nợ đi. Chúng ăn cái gì tao cúng hết á. Nói thiệt. Hồi trước á, làng chồng con nó cũng vậy á. Nó về đây bóp cổ coi đây nè. Ờ. Sau này hả con có tài lộc luôn. Con giàu lên luôn. Con lấy anh chồng thứ ba luôn. Nó làng chồng mày nó bóp cổ mày. Còn chồng tao nó đâu bóp cổ đâu. Vỗ bụng nó mà. Cái trường hợp của thím là vậy nè. Bây giờ nha, hiếp tin lời con. Hiếp đánh con số 43. Sao 43? Sao 43? Ui. Đầu tiên nha, người âm về đúng không? Người chết người ta về. 43. Không phải. Cái này tao có nghe mấy bà bán vé số bằng đề. 43 là số xác chết. Thì đó. Ờ. Đó. Vé số con vịt để liên quan gì tới chồng tao đâu. Thím mới nói ra con vịt luôn đó thím. Tại sao? Hồi nãy thím nói gì? Vỗ bụng bạch bạch con vịt đúng chưa? Có lý ta. Trời ơi con nói thiệt, tin lời con đi. Bây giờ nha, thím về thím cúng cho ổng. Đảm bảo ngày mai số 43 ra luôn. Mấy này hả người ta nuôi con số 43 dữ lắm mà giờ ổng báo mộng này cỡ nào cũng ra à. Ra một phát nha, ngày mai phát tài đó. Mà con nói thiệt, bây giờ ví dụ mà mai thím không phát tài đi nha, con dẹp hết cái đống này, con đem qua chỗ khác con bán. Chết quá. Nói thiệt, tin lời con đi nè. Bây giờ con nè, bán trái cây. Ờ. Sao giàu? Sao có vàng? Vàng quá trời nè, ở đâu ra vậy? Trời đất ơi. Cái này là che mắt thiên hạ thôi. Chứ bán trái cây sao giàu? Thì đúng rồi. Không có gì đi nhanh bằng những con số. Phải không? Trời ơi, chứ dễ gì mà người ta mở ra kinh doanh sổ số, kiến thiết, tùm lum tà la. Đúng không? Ở mặt này vẫn chưa tin đúng không? Cũng có lý. Chưa mà. Tin đúng không? Có lý mà chưa tin đúng không? Con cho thêm một ví dụ nữa nè. Nhân bảy cò mà chăn vịt sống trên không? Biết rồi, giờ nó giàu dữ lắm. Chứ, nó là tỷ phú luôn đúng không? Ừ. Sao nó giàu? Bán vịt. Khờ. Bán vịt mấy bầy luôn á. Khờ.
dịch người ta hạ giá bánh hết rồi sao mà bán dạo được. Nó nghe lời con. Biết sao không? Con quăng số rồi nó chụp, quăng số rồi nó chụp, quăng số rồi nó chụp. Hỏi sao không vào? Con thiệt cái xóm này mà hả, nghe lời con từ đầu đi nha. Là hả, nó nghe là không có còn nhà lá nữa đâu nha. Mà hả, nhà lầu xây nụm lên cho tin. Lại làm bãi cò nó trúng đề luôn hả? Đúng rồi, không tin hỏi nó đi, hỏi nó có phải con cho số nó không? Thiệt. Để ta hỏi nó thử. Bây giờ bảy tin lời con đi. Là tối hôm qua là ổng đã về, ổng báo tin rồi. Chắc chắn luôn ngày mai số 43 ra. Bây giờ nha, mua trái cây. Trái cây, hoa của con nha. Mua về nha, cúng mà vái nha, nhiều vô. Vái mà kiểu dân tin mà kiểu nhiều thiệt nhiều. Biết giờ ta thành tâm dữ lắm. Đúng rồi, để linh. Nhiều nha, để mới linh được. Thôi đúng rồi, lựa mấy trái tươi tươi nè. Nào tươi tao lấy trứng này mà trứng qua coi. Lấy đi, lấy cái đồng tiền nha. Dạ, ông dạ. Đồng tiền dữ lắm. Đúng rồi. Lấy thêm bó đó đi chợ, lấy gì có bó. Ê, nói nghe, quánh số vậy là quánh sao, đầu đuôi hay gì là bao nhiêu? Trời ơi. Con bây giờ con chỉ bảy chỗ đánh nè. Chỗ đánh này rất là ngon luôn. Biết sao không? Bây giờ mình đem tiền ra mình đánh là chuyện ngày xưa rồi. Chơi đánh mạnh gì? Bây giờ mình chơi thế chấp. Thế chấp nhà. Bây giờ mình thế chấp nhà. Xong, mình đâu cần bỏ tiền ra đâu. Ăn thì lấy giấy thế chấp về xong lấy thêm tiền về. Ê, không trúng rồi ta ra đường ở đó. Tiếm không có tin tưởng con gì hết trơn á. Con thì con buồn hiếm. Nãy giờ con nói mà Tiếm không tin. Làm sao mà rớt được, làm sao mà thua được. Bây giờ nó rõ ràng như mặt trời vậy, làm sao mà thua. Tin con đi. Tôi 43. 43. Nhớ là 40. 43 xác chết là dạ. Con vịt xác chết chứ con vịt. Bẹp bẹp. Bẹp. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó chứ con vịt. Đúng rồi, nghe lời con nha. Nghe. Ủa, xí, thêm. Gì? Thêm chưa trả tiền con, chưa có tiền, chưa. Ê, chị mày qua đi, con nói chuyện giấy tờ nhà đi tính. Ủa, con vô mở hàng luôn, Hiếm ơi. Hiếm, Hiếm ơi. Gì vậy trời? Xu gà nè, ghê. Bốn ba mà quánh con số đầu trong cái quánh luôn con đuôi rồi cái bao lô. Thì bảy ơi. Trời ơi, em giật mình anh Tư. Đi đâu vậy? Về nhà. Dạ em mời anh Tư vô uống nước. Đi vô nhà. Nhà tôi mà. Nhà của tôi. Lộn. Xí lộn. Cái đầu tôi lúc này nói sao á. Nói bên đây qua bên đây vậy lộn tùm lum hết trơn. Bị cái đầu nó đang bận trên. Giấy gì vậy? Giấy. Không đụng. Nam nữ thọ bất tương thân. Giấy tôi ghi mấy con số. Không phải ghi số. Giấy ghi mấy bà hàng xóm á. Mấy bà biết ngày mai tôi đi chợ. Cái là mấy bà nhờ mua mấy món này món kia món nọ. Cái ghi vô tờ giấy cái tôi phải học thuộc. Để mai đi mua cho đúng chị. Phải vậy không? Vậy thì có gì đâu phải giấu. Đâu có giấu. Tại này tôi học ta thuộc mà giấu gì đâu. Mà đúng rồi, tôi cũng nhớ là sắp tới ngày giỗ của anh Bảy rồi phải không? Đúng rồi. Phải chuẩn bị trước vậy mới đúng. Nói nghe. Tới bữa đó sẵn là mời anh qua uống với ông xã tôi một chung. Đương nhiên rồi. Hồi đó là hai người bạn chí tốt, phải không? Từ hồi mà ổng theo ông bà đó là anh giúp bên gia đình tôi dữ lắm. Tôi mang ơn á. Mà quên rồi. Sẵn cái vụ đó tôi nói anh luôn. Cái tiền mà anh giúp bên gia đình tôi á, tôi sắp tới là tôi có tiền rồi. Tôi có là tôi gửi tôi trả anh liền nha. Đừng bận tâm. Trong gia đình bạn bè với nhau tôi giúp chị cũng như là tôi nhớ tới ảnh vậy thôi. Với hơn nữa tiền đó là tôi để cho con Mén. Có mà. Số vốn sau này nó làm ăn với người ta. Dạ tôi biết. Tôi cũng phải ráng lo đặng nó có. Thôi chừng nào trả cũng được. Anh nói vậy tôi cũng yên tâm rồi. Nhưng mà nói để anh yên tâm hơn tôi sắp có rồi nha. Thôi chừng nào cũng được. Nhưng mà tôi khen chị cái chỗ này nè. Mình thiếu nợ mà mình nhớ để mà trả cho người ta. Đó là người mượn nợ có tâm. Mà xui rủi mà không có tiền mà trả cho người ta đó cũng xin tiếng cho người ta mắc ruột. Đúng. Chứ chàng quên hả. Tôi phải về tôi học thuộc cái này nha. Tôi học thuộc cái này đã. Tôi đi về nha. Tôi đi về nhà tôi học nó mới vô. Bà này sao ta? Bữa nay bà có vấn đề.
Thế tự nhiên là như vậy là sao? Mẹ gì vậy tía? Nằm hoài vậy? Từ sáng tới giờ con về nhà là con cứ nằm không à? Chứ giờ không nằm thì con làm cái gì? Đâu có gì cho con làm đâu. Chứ gì việc làm thì ra vườn làm cỏ với tía, hoặc là đi ra đồng với tía. Sao nằm hoài vậy? Phải mà con lanh lẹ như người ta thiệt á, tía không có lo. Người ta là ai? Ý của tía người ta là chị Lượm đó hả? Nó đó. Bà Lượm bà chỉ bán trái cây thôi mà. Nhưng mà nó chịu cực, chịu khổ dầm mưa dãi nắng, nó để kiếm tiền. Mà nói cho con biết nha, coi vậy đó mà nó có mấy lô đất đó, mà chỗ đó mà mở đường rộng ra hả là nó giàu to đó, chứ không phải như con đâu. Suốt ngày được nó nằm lo cái gì đó không à, không lo làm ăn. Ủa tía, con lên Sài Gòn con làm ăn con cũng cố gắng lắm, con ở đợi người ta cực khổ thấy mồ luôn, đâu có sung sướng gì đâu tía. Không mấy cái chén mà rửa cũng không xong rồi sao mà ở đợi được. Con à, tía thương con, mẹ con mất sớm, tía chỉ còn mình con à. Phải chi mà con có tấm chồng á, để nương thân á, tía không có lo. Nhắc tới vụ chồng con mà tía mới nhớ, có mối là mai cho con, được lắm con. Gia đình người ta đàng hoàng, cậu ấy cũng đẹp trai lắm, tướng tá cao ráo mà ăn nói lịch sự lắm, lễ phép lắm, tía chịu. Tía gặp rồi hả? Nhưng mà tía chỉ nói là con đi ở đợ ở Sài Gòn á, rồi rửa chén không xong người ta đuổi, nên con về đây. Tía phải tía con không vậy? Tự nhiên đi nói mấy cái chuyện đó làm chi? Tía có nói gì đâu, tía chỉ nói như vậy thôi. Nó con ở đợ không xong, rửa chén bị bể, cho nên người ta đuổi về đây vậy thôi. Vậy đó mà cậu ấy bỏ đi luôn á, không trở lại lần nào nữa hết. Trời ơi tía, tự nhiên tía nói mấy chuyện đó chi vậy? Phải nói chứ, phải nói chứ, nói cho người ta biết cái tính hậu đậu của mày. Không khéo người ta phát hiện được á, rồi mai mốt ta chửi tao ba đời tao ngóc đầu không nổi nữa. Kiếm gì làm ăn đi, nằm hoài nó nhớt thay đó. Về quê ai cũng chửi mình hết trơn á. Được rồi, dám khinh thường út mén này chứ gì. Mình sẽ làm giàu đổi đời. Ủa, ê, đem về cho tía mày đi, tao không bán đâu, hôm nay tao bận rồi. Ủa, tôi đem chú ra đây không phải là cho chị. Ủa, chứ mày đem ra đây cho ai? Bình thường tao bán nhà mày mà tao mày không đem ra đây cho tao, đem cho ai? Tôi tự bán. Ê, hôm nay có uống lộn thuốc không vậy cha? Bị gì vậy? Bình thường là tao bán mà. À, dòng cái thứ của mày là tính cạnh tranh làm giàu với tao gì? Đúng rồi, chị giàu được thì tôi cũng giàu được. Oh wow, chuối đi, chuối tươi xanh nè, chuối nè. Đúng rồi, rau lớn lên để coi con ma nào lại mua chuối của mày. Rau lớn lên mèo ơi. Chuối, chuối đi. Lượm ơi, lượm ơi. Dạ. Lượm. Trời ơi, bạn mới nghe đài sổ số 43, đúng không? Vô phải không? Trời ơi. Vô hả? Mua chuối đi bảy. Nghĩ sao? Trời ơi. Nghĩ sao? Trời ơi, bảy bây giờ là giàu rồi. Bảy bây giờ chỉ có mua cái quy, nho nhật, bom táo đồ. Mua chuối rồi. Trời, mấy cái này à, bình thường. Trời, hôm nay con thấy bảy nha, kiểu hào quang chối sáng lên nha. Áo đỏ liền, lì xì lọc liền. À, quên. Trời, có là lì xì liền. Nè. Lì xì luôn. Thường thế, thường thường mấy trường thế. À, quên nữa. Mén. Dạ. Trả tiền cho tía bay. Trả nữa rồi tao còn. Ôi, gì vậy? Trả tiền, hôm bữa mượn tía nó tiền để mà ngăn. Mà tía nó nói cái tiền đó là tiền để dành cho nó đó. Nhưng mà tao mượn này.
trả nửa thôi nha. Rồi mai mốt để bảy trúng vài lần nữa đi, trúng nhiều nhiều đi rồi cái bảy trả hết lượt. Khoan, con nói tía. Khoan, đừng có nhanh tay vậy. Mình còn đánh đệ tiếp mà. Thì đấy, chưa đánh nhiêu đây, còn nhiêu đây trả nợ, trả từ từ. Đừng, đánh phải đánh nhiều. Trời ơi, lỡ đánh nhiều chứ đánh gì, có chút xíu đánh gì trời. Đánh nhiều hả? Hiểu không? Đánh nhiều nó mới ăn nhiều chứ đánh gì có chút xíu đánh chi. Bây giờ á, Hiếm đang hên. Ổng đang về, ổng phù hộ cho Hiếm là tranh thủ. Tranh thủ đúng thời điểm này là quất. Số ra là quất. Là lên đời là thành tỷ phú liền. À, có lý là coi à. Trời ơi. Mới quất con lần được nhiêu đây. Ổng ấy giờ về đi mẹ. Con về con nói tía con á. À, nói để mẹ mốt để bảy chúng này thêm vài lần nữa. Rồi cái bảy trả một lượt luôn. Đúng rồi. Bà tính tiền lời luôn. Vậy để con về con nói tía là bảy đi chơi đề. Nữa này, trời đất ơi. Bảy đánh đề nhưng mà đừng có nói với ổng là bảy đánh đề. Nói bảy thì mừng ăn. Trời giấu. Ủa bảy hả? Mà bảy đánh đề bảy thắng nhiều dữ vậy hả? Mới có một lần đó. Đã mới quánh thử có một lần thôi đó. Kỳ này là tao quánh hết cái số này về tao kiếm thêm tao nộp cho nó tao quánh. Dạ, quy theo con. Ăn theo ăn con. Lần cho đáng đúng không? Đúng rồi. À, bảy đánh số bao nhiêu? 43. 43. 43 cái sắc chết. Vậy thôi mấy nay ổng về ổng báo mộng hoài. Báo mộng sao? Ổng về hoài. Chứ gì vậy? Khuya này ổng về, ổng ngồi đè đầu tao luôn mày. Ổng ngồi trên đầu tao luôn á. Đè lên đầu. À không có bóp cổ nha, không vỗ bạch. Không có bóp cổ. Ngồi đây. Đè lên đầu. Từ từ nha xí nha. Heo con á đè lên đầu. Mày đánh con hai con chim. Ổng có một con hả? Mày đánh con hai con chim. Sao hai con chim? Cứ theo đi heo con đi, bây giờ mình nói nhiều quá nó mất linh. Mình đánh hai con chim. Không mấy thêm con đại bàng. Con chim cú. Không, cú bỏ con cú. Chim đại bàng, chim xe xẻ, chim gì quốc hết. Chim số mấy? Chim số mấy? Chim ba nhớ. Ba đúng rồi. Ba. Chim đó. Đánh theo con đi. Nói nhiều quá mất linh. Đúng rồi. Không ra như vậy là rõ ràng rồi. Nè, đừng có nói là bảy quánh ba ba nha. Quốc hết đấm này cho con. Thím bảy. Con chơi với. Ủa. Mau giàu lắm. Muốn kết nạp vô đây hả? Nè. Thì đánh con lần được ăn quá trời luôn. Thì bán chuối khi nào mới giàu? Mày có tiền không mà chơi? Không mới chờ tiền. Chờ bảy quánh xong cái bảy trả cho ba cho tía bay á, cái mày lấy cái tiền đó bay quánh. Được á. Được á. Giờ tía con không biết chuyện nhưng mà bảy trả cho con trước xong rồi mốt con thắng thì con trả cho tía. Nhớ nghe mày viết giấy là tao đã trả cho tía bay rồi nha. Dạ, nếu mà chị triển khai là phải qua bên này nha. Đó, tập trung bên này. Bên này á là được cái chuyên nghiệp. Có một cái đội ngũ chuyên nghiệp dành để tư vấn riêng cho những giấc mơ chiêm bao. Để mình có thể mà tìm ra những con số gọi là chính xác nhất. Đó. Chỉ trong một ngày thôi là ăn lên liền. Giờ là gì lượm. Trời ơi, bây giờ là hết vụ hên xui nha bánh bèo. Hết lượm, rồi. Lượm. Bảy giữ 100 để đi chợ. Bảy ghi hết cái này cho bảy nha. Bao lô nha. Trời ơi. Con chim là mày bay quánh nguyên một chuồng nha. Một chuồng, không có hai ba con vậy quánh nguyên một chuồng cho bảy. Cho con chơi với. Bây giờ á con không bán chuối nữa. Con theo bảy với chị lượm. Đánh đề đổi đời. Con gà 59 42 67. Tía. Trời đất ơi, mày ôm cái cột mà mày ngủ được hả? Con miệng mày lảm nhảm con số là sao mày? Con lại nhảm mấy con số hả tía? Con lại nhảm số mấy tía? Số của ông nội mày. Số ông nội là số nhiêu tía? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Gì vậy tía? Bộ mày khùng rồi hả? Khùng đâu? Cái xóm này đang yên lành, tự nhiên bây giờ sanh ra có ăn trộm là sao? Mất máy bom. Sao vườn trái cây cũng mất. Tiền ở trong túi tao nè, không cánh mà bay. Tao hỏi mày ai lấy? Tiền của tao ai lấy? Không phải mày lấy thì ai lấy? Không phải con lấy. Tía nghĩ con ăn cắp hả? Với lại nếu mà con lấy thì giống như là tía cho con tiền đầu tư. Tía nói mà. Một cắt cũng không cho. Nghe rõ chưa? Nhưng mà tía cũng cho bảy mượn tiền vậy. Thì coi như là tía cho con mượn, con đầu tư, con làm ăn. Xong mốt là con xin lời ra là con trả đầy với tía luôn. Thôi. Đừng có nằm mơ gì nữa. Trời ơi, chắc tao đánh được quá.
sao bảy? Sao bảy? Hôm qua gặp mén rồi. Mén rồi mén. Dạ mén, dạ. Mén đi với bảy đi mén. Đi đâu bảy? Mấy tỷ lần, mấy tỷ lần. Mấy tỷ lần hả? Mấy tỷ lần. Bảy chơi đề trúng mấy tỷ nè tía. Trúng gió đó. Trúng gió đó. Mấy cái nhà mấy tỷ của tao bài luôn rồi. Là ghế giùm tí mày nghe. Cái nhà của tôi mấy tỷ mà bài theo nó luôn rồi. Thì ra đó, bấy lâu nay bà với con Út Mén à nói chuyện to nhỏ với con Lụm là đánh đề phải không? Nó dụ. Nó gạt người ta. Con Lụm mắng cái tay nó gạt người ta. Nó hết gạt nói. Người ta đánh đề. Ha, nó dụ người này, nó dụ người kia. Cái nó dụ tới tôi nghe nó luôn. Giờ bà trúng hay bà thua? Thua mất cái nhà luôn rồi. Hết nói. Con mày sao? Không. Từ. Tiếng nghe con nói nè. Bây giờ là bảy đánh con dịch. Bảy thua. Con đánh đại bàng chứ đâu con thắng thì sao? Để con đi tìm chị Lụm rồi con nói. Khỏi đi kiếm, hai vợ chồng nó bay màu luôn rồi. Hả? Vợ chồng nó trốn biệt xứ luôn rồi. Trời ơi. Còn mày mất cái gì? Con mất sổ đỏ của tía. Trời ơi. Sổ đỏ. Trời ơi. Tôi đừng buồn. Mốt hai gia đình nhà mình ra ngoài đường ở chung với nhau luôn rồi.